em ngồi tránh, em né né cái bô bình anh nha. Anh ơi, anh nói cái bô xe anh ở đâu để em biết được em né. Bà đang ngồi bô xe đó bà nội. Ủa sao kỳ vậy? Thì anh thiết kế cái bô trên yên dưới mà. Trời, chai nước nè em. Ủa anh đưa nước em uống hả? Đâu có, chai nước anh mới dứt với sông Hoàng Hà lên đó. Vậy anh đưa em làm gì? Để nào cái bô nóng gư nước lên cho đựng phòng cái mông. Trời. Anh đã chiến thắng và rồi. Em rồi, mời thí sinh tiếp theo, bạn Đặng Hoài Sang. Em xin kính chào ban giám khảo, chào anh Trường Giang, chào anh Trấn Thành, chào chú Tiến Lực và chào tất cả các khán giả có mặt trong phim trường ngày hôm nay nói riêng và tất cả các khán giả chừng nữa lên sóng coi chương trình nói chung. Sắp tới đó. Chừng nữa, dùng cái từ chừng nữa nghe thấy ghét quá. Là sắp tới đó đúng không? Dạ dạ. Ừ, chừng nữa. Hai đứa là gì của nhau? Dạ, bạn học chung lớp. Thế hả, lớp mấy? Dạ, 12. À, tập tiểu phẩm sắp thi lâu chưa? Dạ, nhiều thôi. Tần chắc tần. Tụi em là ở đâu? Dạ, ở Hậu Giang ạ. Để em giới thiệu. Giới thiệu. Dạ, em xin đọc thuyết trình cái bản sơ yếu lý lịch của bản thân mình. Ok. Em tên là Đặng Hoài Sang, nickname là Sang Nai. Ngày sinh 6 tháng 11 năm 2000, cung bò cạp, cân nặng chưa cân, chiều cao khiêm tốn 1m7. Em trú ngụ ở Châu Thành A, Hậu Giang. Sở thích của em là cuồng đen, nghiện giày, mê nghệ thuật. Em chưa 18. Và điều mà làm cho em lo sợ nhất đó chính là quẹo phải. Có triệu chứng đó. Còn dạ, bé kia có biết nói đây là gì bạn không diễn em? Của em trợ thủ đắc lực. Bé nó có biết nói không? Dạ tại em run. Trời ơi hết hồn nãy giờ tôi. Trợ thủ đắc lực mà lên run quá rồi kìa. Run quá, nghe thấy là biết là tương lai bạn có dễ sáng rồi đó. Dạ anh giới thiệu giùm bản luôn là bản là tên là Đoàn Thị Thơm. Hai đứa em học chung lớp. Dạ. Ở trường Châu Thành A. Dạ. Ủa sao sơ yếu lý lịch của em dài mà của bạn ngắn quá vậy em? Dạ cái dây chính phải nhiều cái dây phụ. Soạn cho người ta không mới chứ không soạn gì. Tại bạn nói là để ngồi giới thiệu đi rồi tôi giới cho thiệu. Bà nói. No. Dạ, thì để cho người ta nói, người ta chưa nói đúng không? Mà đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Người ta chưa nói đúng không? Dạ anh cho em nói đi. Thì nói đi được mà đúng không? Dạ em tên là Đoàn Thị Thơm, em học chung lớp với bạn mình hết. Trời đất ơi. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, tôi thấy đúng rồi đó. Mà nói cái gì mà ngán ngủ? Mà hồi nãy cãi, mình đã nói đúng không? Dạ, dạ đúng. Mệt rồi đó, mệt rồi. Mệt rồi đó. Rồi, thi đi. Dạ, cho em chuẩn bị. Ok. Rồi, đó. Trời ơi, thí thương. Nào, con nói gì là bấm nha, nha chú. Sao con nói gì chú không nghe? Con bấm, nói gì, làm con gì là bấm. Con bấm cái gì thì chú nói hay sao? Con làm gì là chú bấm. Con làm gì chú mới bấm hả? Dạ, dạ. Là con làm cái gì? Dạ dấu là bấm đó. À con gái ok là chú bấm. MC hợp tác đi MC. Làm khó người ta hoài. Ráng diễn quay mặt ra nha con nha. Bé này dễ thương đó, thanh xuân đó. 60 giây bắt đầu. Ủa anh đang làm cái gì vậy? Anh đang thử chiếc xe đời mới đẹp nè. Xe đâu chân trống. Trời xe anh xịn dữ ha. Thôi lên xe. Sao chiếc máy vậy? Bắn à. Ủa anh ơi, sao cái đầu xe đạp mà anh đạp như xe máy vậy? Thì chiếc xe anh thiết kế cái đầu xe đạp ở thân xe máy đó em. Em ngồi tránh, em né né cái bô bình anh nha. Anh ơi, anh nói cái bô xe anh ở đâu để em biết được em né. Bà đang ngồi bô xe đó bà nội. Ủa sao kỳ vậy? Thì anh thiết kế cái bô trên yên dưới mà. Trời, chai nước nè em. Ủa anh đưa nước em uống hả? Đâu có, chai nước anh mới dứt với sông Hoàng Hà lên đó. Vậy anh đưa em làm gì? Để nào cái bô nóng gư nước lên cho đựng phòng cái mông. Trời. Em diễn. Diễn hết luôn diễn. Ok. Ok ok. Từ từ anh Thành đã cười rồi, cái phần sau vui thì để là diễn em tiếp. Em có 2 triệu rồi đó. Hiểu không? Không dạ em diễn tặng tại em. Đúng không? Mà dạ đúng không? Dạ đúng. Khi mà xong đi người ta biểu dừng thì người ta cười rồi. Dạ dạ. Đúng không? Dạ. Đúng chưa? Đúng đúng. Đúng ok. Từ từ. Tụi em cứ từ từ. Nghe không? Tại vì cười rồi. Mình phân tích nhẹ chút xíu đã rồi mình đi tiếp. Đúng không? Dạ đúng. Nhìn cái gì mà đúng không? Dạ đúng. Ừ. Đúng đúng.
Tại vì tôi thấy là thiết kế cái bô trên cái yên là thấy vui rồi. Là tôi êm cái đoạn đó, tôi thấy êm rồi. Mà tại vì hồi nãy nhấn á, là người ta cười rồi mà lướt qua. Thôi tôi bỏ qua. Bây giờ đưa cho chai nước, không phải cho uống, mà cho khi nào bô nóng rưới lên để đựng phỏng cái mông. Có duyên, hai đứa còn trẻ diễn hài sạch sẽ, chịu thanh xuân, ok nha. Dạ, dạ. Bây giờ diễn hết cái này luôn tặng. Mà chưa nói xong, đúng không? Dạ, dạ đúng. Chưa nói xong, dạ, đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Ok. Bây giờ là vậy nè. Đang vui, tình thiện cảm mà. Có quyền diễn tiếp cái đó để thi, hoặc không diễn cái đó, diễn cái khác để thi. Thấy cái nào vui hơn? Dạ, tụi em diễn cái khác. Đúng rồi. Diễn cái khác đúng không? Dạ, chuẩn bị tiếp. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị đi. Em có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Là chỉ có 60 giây để thi. Thấy vui rồi đó, thấy cái bạn này hình thể rất là tốt. Dễ thương. Cái bạn nam này rất là đẹp trai mà hình thể tốt luôn, chịu. Con ơi, dựng dậy nha, khi chập nữa con về là chú bắt. Đổi, đổi. À giờ con đổi về hả? Cái này làm khó MC thấy chưa? Cái chuyện của người ta nhờ thì làm thôi. Đúng, đúng. Đúng không? Đúng, đúng. Người ta nhờ mình làm cứ cà ghẹo người ta hoài. Rồi. 60 giây bắt đầu. Có những chuyện tình đã trở thành truyền thuyết đang kể đến, đó chính là chuyện tình Lan và Điệp. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng. Điệp ơi, mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Anh sẽ không bao giờ quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa, em dò số kiến thiết mong chờ. Mới cười nhẹ chưa gì cho ông Lục bấm rồi. Cười nhẹ thì đừng có cười. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, đúng không? Người ta quy định là em cười thôi mà. Đâu quy định là cười lớn hay cười nhỏ đâu. Có cười là... Hồi nãy cười nhẹ tôi không bấm mà sản xuất. Nhưng chửi mà, tôi. Tôi cười... Mà đúng không? Đúng không? Mười triệu đồng. Ok. Hai con đã có 10 triệu. Con muốn diễn tặng hết luôn cho... Vậy? Con muốn diễn tặng hết bây luôn mấy chị. Bây giờ cứ từ từ. Ok, có thi rớt đâu mà tặng. Sao con dữ vậy? Nhà có đám giỗ sao nó không về vậy? Bây giờ vậy nè, có thi vòng tiếp theo hay là không? 20 triệu đồng. Có quyền diễn cái đó tiếp hoặc là diễn cái mới. Dạ. Cho hai đứa trước khi em diễn vòng cái tiếp anh cho tụi đây, em từng ôm đứa, anh. Từng đứa nói giờ từng đứa nói nè, từng đứa nói nè. Rồi nào, chẳng nói vô. Dạ, trước khi mà diễn vòng cái tiếp thì có thể nào cho hai tụi em ôm hai anh một cái được không? Rồi, áo đen nói vô. Do giống luôn. Trời ơi. Dạ, ai muốn ôm ai? Em ôm biết anh. Anh em lỗ sao? Trời má ơi. Thủ đoạn, thủ đoạn. Hình ảnh hết sức là dễ thương. Giống như là dòng này là thu hay sao đó, ôm chia tay đó. Chị có duyên quá à. Ngồi trễn chứ ai nói mà không rồi, phải ôm một anh rồi, à rồi. Đúng không? Đúng, đúng. Đúng không? Đúng. Bây giờ trước mắt là anh Thành nói về hai đứa em cái đã. Trước khi mình đi tiếp cho dạ. Tụi em tự tin là hiện nay khán giả và cả hai anh rất là thiện cảm với tụi em. Yeah. Tại vì tụi em còn trẻ mà cái hài của tụi em nó tập trung vào diễn xuất, nó có cái ý gây cười bất ngờ cho người ta. Đó là cái đường đi đúng. Nha anh nói hiện nay tụi em đang đi đúng đường. Quan trọng là tụi em phải bình tĩnh như vậy nè. Đừng có rối, đừng có run gì trơn á. Cứ bình tĩnh như vậy là thành công. Nha. Yeah. Anh khuyến khích cái cách tụi em đang làm. Rồi. Bây giờ cái thứ ba nó nói về gì? Dạ. Yeah. Dạ nói là hai... Thôi đừng kể, không cần kể. Đúng mà rồi. Em cảm nhận là nó vui hơn hai cái vừa rồi không? Dạ vui. Vui à, chơi à, chơi. Chơi. Dạ. Trước khi vô vòng ba cho con cái ghế, hai cái ghế. Cho em xin hai cái ghế. Ghế nhỏ. Hai đứa này nó mê lắm nè. Hai đứa có yêu nhau không? Không. Dạ, không. Bạn học chung. Học chung yêu nhau bị đuổi. Dạ. Hỏi vậy thôi chứ cũng biết mà. Anh biết gì? À, biết hai đứa không yêu nhau. Dạ. Coi như anh hiểu đúng đi.
Để hai cái vô giữa em, vô giữa cho đẹp. Đó. Đúng rồi. Giờ ra dấu gì nữa nào? Nãy số 1 giờ số 2 hả cưng? Số 10 đi. Ok. Khi nào ra dấu chú làm nha. Còn có 60 giây, 60 giây bắt đầu. Bởi vì ta nói yêu nhau là gì đó. Ừ thì có những lúc ấm ức, giận hờn nhau đôi ba câu. Anh nói cho tôi nghe coi ngày hôm qua anh đi với con hồ ly tinh nào. Cái gì? Ngày hôm qua tôi ở Italia, tôi ra biển, tôi thả trôi về đảo Trường Sa, ăn cà na, uống trà đá đi con nào đâu. Vì ngày hôm kia anh nhân sinh nhật nhỏ em thứ 18 rồi anh ngủ đó đúng không? Gì vậy trời? Ngày hôm kia tôi ở Campuchia chứ bộ. Ghen khùng, ghen điên gì không biết. Vì anh nói cho tôi nghe coi ngày hôm nay đâu, ngày hôm nay ở đâu? Nè, bây giờ tôi đây nè, tôi nè, tôi đó. Tại sao tối hôm qua tôi điện anh không bắt máy? Em điện tôi hồi nào? 2 giờ sáng em gọi anh không nhấc máy. 2 giờ sáng người ta làm việc nguyên ngày, mệt muốn tắt thở, giờ đó còn nằm phè ra mà ngủ. Ai kêu mày điện giờ đó? Quân đã chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc trận rồi đây, bản thân là tay rồi. 20 triệu. Rất là dễ thương, rất là dễ chịu. Cô bé diễn một, hai tụi em bước ra, hai tụi em đều rụt rè, đều chân thật. Nhưng khi vào vai là tụi em thoát ra con người của tụi em liền, tập trung cao độ. Cái ý hài nhẹ nhàng luôn, lịch sự luôn. 2 giờ sáng ta đi làm, ta mệt như con bò. 2 giờ sáng ta đang ngủ, bà nội điên, bà nội gọi, ta không bắt máy. Rồi chửi vô mặt người ta. Rồi còn ghen đồ nữa. Ghen đồ nữa, y chang như vậy anh Luật. Anh thấy tụi em rất là dễ thương, và cái cách tụi em đặt vấn đề anh rất là thích. Và anh cực kỳ thích những cái người mà đến với Thách Thức Danh Hài làm những cái mô hình như thế này. Có nghĩa là câu chuyện nó có, nó hoàn toàn có câu chuyện. 20 triệu, bây giờ 40 triệu. Phải rất cân nhắc. Hai chục triệu là một số tiền không phải nhỏ đâu nha. Lần này là phải sắc nét nha. 20 triệu thì thiệt ra đối với hai đứa học sinh lớp 12 như tụi em nó cũng phải là một số tiền nhỏ. Nhưng mà mục tiêu của tụi em đến đây là 40 triệu thì tụi em... À, dám nghĩ, dám làm. Tụi em là... sẽ quyết chinh phục nó. Và tụi em quyết định là thi tiếp. Giỏi. Có đen quá trời đậu cũ. Chú nghĩ hai con nên chạy xuống dưới ôm hai vị giám khảo ra lấy hên đi chứ, nãy hay hên đó. Nãy ôm giám khảo rồi, giờ ôm ông Luật đi. Thôi bậy, ôm tôi thua luôn á. Rồi thi nha. Ráng nha, diễn sắc nét lên nha. Dạ. Mền thấy cưng quá ha. Rồi hồi nãy ra dấu số 10 rồi, giờ số mấy nè? 15 ra làm sao nè? Em mời đi bên đây năm. 1, 2, 3. 60 giây bắt đầu. Tiểu phẩm dệt mùng mền chiếu gối xin phép action. Chẳng hỏi cô nương đây muốn mua chi, hay muốn cắp giặt thứ gì mà nhìn trông lén la lén lút như nhân viên dán giấy gút hầm cầu vậy. Ta muốn mua một trái tim. Trời ơi, trái tim lan giờ đây đã quy y cửa Phật. À, nếu nương cần một trái tim thì cô nương nên theo dõi đi đằng theo sau cô ca sĩ Min á. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Đó, để khi nào có làm gớt ga cô nương nhào ra lụm lại. Mà không có dở mặt với nhà ngươi. Ta cần một trái tim. Một trái tim mà. Phải. Ê, má này đúng chỗ rồi đó, bà ấy nguyên sạp thịt heo, tim heo phải phổi ngoài chợ má cũng hầu đúng hầu đi má. Sạp đâu sạp? Thì bớt sạp nhìn tao đi, dễ kêu kìa. Mệt, nhảy lên. Nàng hãy chọn đi, giữa sự vinh, giữa sự giàu sang và cái chết, nàng hãy chọn đi. Ta chọn cái chết. Gần cười rồi. Biết sao, anh nói hồi nãy nè, ngay cái câu đầu tiên là đáng lẽ anh cười đó. Câu hút hầm cầu đáng lẽ cười đó. Câu đó quá duyên. Mà có điều là nhấn chưa có rõ và nhanh quá. Em tưởng tượng, em nghĩ ra cái ý đó nó quá thông minh. Nàng đi đâu mà người ta đang phụ nữ đúng không? Quý cô, nàng đi đâu? Nàng đi đâu mà nét mặt lắm la lắm lúc như là nhân viên dán giấy rút hầm cầu. Không mà, ông vô cầu đầu là muốn chết rồi. Chẳng hỏi, nàng đi đâu? Chẳng hỏi mà ông hỏi rồi.
dễ thương lắm, em hiểu không? Mà cái cách tụi em đặt bia cho em coi hết cái này coi nó ra làm sao. 2, 3, tiếp. Giữa sự giàu sang và cái chết, nàng hãy chọn đi. Ta chọn cái chết. Trời, khôn kiếp, nàng ngu dữ lắm, nàng tàn ác lắm. Nhưng nàng đừng dội hãnh diện, sinh mạng của chân thành đang nằm trong tay Hagigo đó, nàng biết chưa, nàng biết chưa? Mày có cảm thấy diễn giai này tao bị hành hạ lắm không? Mày có cảm thấy diễn giai này nhưng mà còn thời gian là chắc được. Tức là từ đầu anh đã nói rồi, cái hút hầm cầu là em cười mà tại vì tụi em diễn bị lướt nhanh, tụi em bị áp lực cái này nè. Anh thấy diễn mỗi nhìn này hoài hay, tại cái này nó hơi dài nên em sợ. Em sợ không qua cái khúc mà đổi vai kịp. Không qua khúc đúng không? Cái nào thấy ông cười lướt lẹ, lướt lẹ nó đi. Chứ là anh cũng xém cười, cứ mẹ rớt tim ra mày chụp mày lụm. Là lúc đó anh cũng cười nhưng mà tại vì nhanh quá, thấy bị lua lua và không nhấn và không dừng lại để người ta kịp hiểu qua đó để người ta cười. Cái này là em diễn ở nhà em tập là nó diễn sâu, nó diễn chậm, nhưng mà lên đây cái em sợ nó dài tại vì nó hút một phút, cái này nó hút một phút. Thật sự sợ. Ra là ý nào trong ba ý của tụi em đều mắc cười cả. Ý đầu tiên là dán giấy hút bầm cầu. Ý đầu tiên, ý thứ hai là cái cô ca sĩ Min cô hát cái bài mà rớt cái tim ra thì giờ bà Min mà rớt cái tim ra, mày canh mày ra, ba rớt ra bà lụm. Mà em nói rõ được như vậy thì người ta sẽ cười. Cái ý thứ ba là bây giờ mày không có thích ở ra sạp của má tao bán tim heo. Ở ngoài đó có nhiều tim lắm. Thấy không? Rồi cái cuối cùng, thí dụ cái chết tán cái bóp thì mày ngu vậy, hết cho có chết. Thì bé này quay qua, em mày có thấy đóng vai này bị hành hạ lắm không? Bốn ý đều cười, bốn ý đều mắc cười, chỉ có tao là tụi em anh đã nói rồi, không có sắc nét. Quá đáng yêu. Dạ. Quá đáng yêu luôn. Nhưng mà vô được tới vòng này, vô tới cái vòng 4 luôn là tụi em không thấy hối hận gì nữa, không được tiền. Hối hận gì, quá giỏi. Dạ, tại vì hồi mùa 3 là em có đi casting ở Cần Thơ rồi, nhưng mà em đi một mình, em gung cái em gớt. Hôm nay em tự tin em đậu. Hai đứa có gọi là nghiên cứu hay là học từ ai không, hay là chỉ coi trên mạng rồi bắt chước thôi? Dạ, tụi khi em mà thì đều là fan của những cái chương trình hài kịch. Hài kịch. Nên là ấy rồi em lấy ý tưởng rồi em viết kịch bản rồi em nhờ bạn phụ diễn với em, tập với em. Tụi em nên nghiêm túc với nó hơn, tại vì anh thấy tụi em hoàn toàn có năng khiếu. Cái đó nó trước khi mình đi thi về mình có diễn cho ai coi chưa? Dạ, chỉ là tập với hai có tụi một em bạn. Tự tập, tự biên, tự diễn hết các thứ. Hai đứa quá hợp nhau, dễ thương. Cô bé này cực kỳ là, em rất là có cái bản lĩnh, em rất là vô tâm lý. Em vô tâm lý rồi là em là cái nhân vật đó, em làm cho người ta tin được cái điều đó. Em rất là giỏi ở cái khâu đó. Anh thấy anh khen em nhiều. Bạn nam thì cực kỳ sáng sân khấu và bản lĩnh luôn, tự tin luôn. Tại vì ở nhà là em nghĩ là em không có làm được, không có làm hài được. Đang học 12 nên là em đang rất là muốn đi theo cái đam mê của mình là ngành hài. Nhưng mà em sợ là em không có phù hợp nên em muốn đi để em chứng tỏ cái bản lĩnh mình làm được tới đâu, mình làm được những gì. Và hôm nay anh Thành khẳng định với hai em là hai em đang làm rất tốt với cái đam mê của mình. Rất là tốt luôn. Chỉ là không may mắn tụi em lướt nhanh quá thôi chứ. Tại vì hài mà tụi em hiểu không? Nó là còn vào tâm trạng và thời lượng nó quá ngắn nữa. Chứ còn bản chất tụi em là những người biết cách để tạo ra tiếng cười. Tụi em hiểu cách để tạo ra tiếng cười. Đó là một điều đáng quý. Và hơn ai hết anh thấy là tụi em ý thức được cái gì tụi em mang lên sân khấu là nó phải văn minh, nó phải sạch sẽ. Cái đó là anh thấy anh khen ngợi tụi em nhiều lắm. Và vì cái điều đó ngày hôm nay mặc dù tụi em thua, nhưng anh Thành sẽ tặng riêng cho tụi em 5 triệu đồng hai đứa. Dạ em cảm ơn. Và anh khuyến khích là tụi em nếu mà đam mê thì hãy nên theo. Tại vì cái ngành hài này nó mai một nhiều. Hiện nay nhiều người theo nó nhưng mà không quá nhiều người có cái sự đột phá ở trong nó. Thì anh thấy tụi em khá là lạ. Hy vọng rằng là nếu như mà ban tổ chức có xem xét thì tụi em sẽ được... Nếu tụi em đủ giỏi thì tụi em sẽ tham gia vòng gala thử với mọi người. Đó là đề nghị của anh với ban tổ chức. Không biết là họ có suy nghĩ gì không. Còn riêng anh thì ngày hôm nay tụi em rất là hợp lý. Nên thôi coi như là một món quà khuyến khích anh Thành gửi tặng cho hai đứa. Để tụi em có cái niềm tin là tụi em đang đi đúng hướng và cố gắng phát huy nhé. Cảm ơn em nhé.
tiếng cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười.